có hứa hẹn với các bạn ban tổ chức là sẽ trình bày một đoạn hài đồ họa, nhưng mà do lần vừa rồi thầy thầy lười quá với cả cái hài mà thầy hay viết cho sinh viên nó khác, nó nhiều cảm xúc hơn, thế cho nên là thầy này phải sử dụng cái dòng nhạc chính thống, nhưng mà dù sao nó cũng rất là hài. Cái đoạn nhạc kịch chiếc cha trong tác phẩm là những người cuốn cổ, nhạc kịch những người cuốn cổ, và đây là đoạn nhạc nói về một ông chủ quán trọ rất là xấu tính, lừa đảo, nhưng mà hay phô ra bên ngoài một cái vẻ mặt đã bức giả. Ông ấy làm như kiểu là con buôn Việt Nam thôi, ông ấy sử dụng một lúc như là gan ngựa với cả là gan mèo để mà nhồi vào xúc xích để bán cho khách hàng bảo đen bò chẳng hạn. Đấy là một trong một số các ví dụ, và sau đây xin mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Master of the House.